bạn đã đến với kênh của mình Ẩm thực miền quê. Mình hôm nay mời các bạn cùng vào bếp để làm một món xôi có màu tím đẹp đẹp, màu tím biếc, đó là xôi hoa đậu biếc các bạn ạ. Để làm món ăn này thì các bạn cần chuẩn bị cho mình những nguyên liệu như sau. Chúng ta sẽ dùng một loại gạo nếp, đó là nếp cái hoa vàng thơm ngon ạ. Đây các bạn, để làm xôi đậu biếc thì các bạn chuẩn bị cho mình nửa cân gạo và một ít hoa đậu biếc nhé. Hoa đậu biếc này thì mình thường hay hôm nào ra hoa mình sẽ ngắt để mình phơi ạ. Thì mình sẽ cất được để lâu, mình có thể làm rất nhiều nhé. Cái chỗ này là mình vừa ngắt sáng nay. Bây giờ tối mình ngâm gạo để sáng mai mình thổi ạ. Và bây giờ các bạn sẽ vo phần gạo cho mình. Với nước đầu tiên thì các bạn sẽ vo để cho loại bỏ bớt cái bẩn ở gạo nhé. Sau đó thì mình sẽ đổ đi và mình sẽ tráng bằng nước khác rồi mình mới ngâm. Rồi mình sẽ bỏ cái nước vo gạo này đi ạ. Khi mình đã vo gạo được rồi các bạn nhé. Và bây giờ cái phần hoa đậu biếc các bạn sẽ rửa đi cho mình để có những cái bẩn thì mình sẽ ấy ạ. Các bạn chuẩn bị một nắm hoa đậu biếc như thế này để trở thành một giống hoa. Và mình sẽ tráng bỏ cái nước này đi. Mình sẽ lấy cái phần hoa đậu biếc này, mình sẽ cho vào gạo để mình ngâm cùng gạo nhé. Đây ạ, gạo các bạn sẽ ngâm với hoa đậu biếc. Và mình sẽ cho một ít muối. Thì các bạn ngâm vào gạo mình để lâu ấy, cũng không sợ là gạo bị chua nhé. Và hoa đậu biếc nó sẽ phai ra nước và nó sẽ ngấm vào gạo. Đây ạ, một ít muối để cho nó... Nước thì các bạn cho ngập gạo thoải mái để gạo nó còn nở ra nhé. Mình sẽ ngâm từ 8 đến 10 giờ, sau đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp. Đấy, bắt đầu hoa đậu biếc nó đã phai dần ra đấy ạ. Gạo lếp mình ngâm qua đêm rồi nhé, nó sẽ có màu sẫm như thế này. Đấy, để màu tím của hoa đậu biếc. Bây giờ mình sẽ vớt loại bỏ cái phần hoa đậu biếc đi và cái nước này mình cũng bỏ đi các bạn nhé. Nước chua này mình bỏ đi. Các bạn có thể lấy thêm một ít nước hoa đậu biếc khác để sau mình nấu bằng nồi cơm điện hoặc là các bạn trộn vào để mình ấy. Không có thì cứ thế này là mình vớt ra là mình đem đi nấu thôi nhé. Và để ấy thì các bạn cho mình một ít dừa nữa. Dừa sợi các bạn nhé, hoặc là các bạn dùng nước cốt dừa cũng được. Đây các bạn, cái phần hoa đậu biếc này mình sẽ vớt bỏ đây này. Nó sẽ nổi lên trên, nó đã ra hết cái nước tím rồi nhé. Các bạn không thích ngâm trực tiếp thì các bạn có thể xay cái nước hoa đậu biếc ra, sau đó thì mình ngâm nhé. Gạo nó có màu tím rồi. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái nồi cơm điện, mình sẽ nấu vào nồi cơm điện nhé. Và gạo mình sẽ cho vào đây. Dừa sợi các bạn cũng cho vào cho mình. Với 500g gạo thì các bạn ăn nhiều dừa thì mình cho 100-200g hoặc là chỉ cần khoảng độ 50g thôi. Những dừa vừa phải mình thích ăn đấy thì mình dùng khoảng 50g dừa sợi nhé. Các bạn cho vào đây cho mình vài hạt muối nhé. Để khi mình ăn xôi ấy nó có vị đậm ạ. Một ít dầu ăn. Dầu ăn sẽ giúp cho hạt xôi của chúng ta bóng lên nhé. Rồi bây giờ mình sẽ cho một ít nước hoa đậu biếc hoặc là nước bình thường các bạn nhé. Muốn màu đẹp hơn thì mình sẽ cho một ít nước hoa đậu biếc. Đây các bạn sẽ cho mình một bát nước đậu biếc này vào nhé. Chỉ cần một bát nước như vậy thôi. Vì gạo mình đã ngâm nước rồi ấy, nó sẽ... Đấy.
Nó có chỉ cần hơi nước là chín sôi nhé. Bây giờ mình sẽ nấu ạ. Đấy các bạn, nồi sôi nó bốc hơi lên rất là nhiều đấy nhé. Và nó bật lên nút trên rồi. Đèn nó bật lên rồi nhé. Và mình cứ để cho nó hơi bốc lên hết đi, sau đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp nhé. Đây các bạn, xôi của mình đây nhé. Bây giờ mình sẽ đảo lên. Khi hơi nước nó đã thoát hết rồi ạ, các bạn đảo lên và có thể dập lần nữa nhé. Rất là ngon. Bây giờ mình kiểm tra nhé, xem cái phần xôi này đã. Nó đã chín rồi đã, không còn nhân gạo nữa. Các bạn có thể ăn ngọt thì mình sẽ cho vào đây một ít đường nhé. Đây các bạn, thường thì hay ăn với đường thì các bạn sẽ cho mình đường tùy theo nhé. Nếu mà không thích thì chúng ta sẽ ăn như bình thường thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đậy lại và dập nút để cho cái phần đường nó hòa quyện và sôi như kiểu là sôi gấc đấy các bạn nhé. Các bạn dập nút cho mình nhé. Đây các bạn, sôi đã được rồi nhé. Bây giờ mình sẽ đun ra đĩa các bạn ạ. Rất là ngon như thế này. Với 500g gạo lếp các bạn nhé, là mình đã được một đĩa xôi hoa đậu biếc như thế này và một nắm hoa đậu biếc nhé. Các bạn thích có thể làm cái món ăn này cho gia đình nhà mình thưởng thức nhé. Với cách thổi xôi bằng nồi cơm điện như thế này rất là ngon nhé. Các bạn có thể nấu để đổi khẩu vị cho gia đình nhà mình ạ. Hạt xôi rất bóng và ngon nhé. Và hôm nay thì mình sẽ nấu đĩa xôi này để mình thắp hương ngày rằm, mình chia sẻ với các bạn để các bạn có thể like và đăng ký, và mình có thể làm để cho gia đình nhà mình thưởng thức với màu sắc nhé.